Và sau đây chúng tôi mời quý vị tiếp tục theo dõi những bản tin về ngành nail được mở đầu bởi xứ ngôn viên Hồng Ân. Bản tin về ngành nail ngày hôm nay của chúng ta là giúp xin trợ cấp thất nghiệp trong mùa đại dịch. Trong mùa đại dịch, trang Facebook làm thế nào được hỗ trợ thất nghiệp, đại dịch dành cho các nhà tạo mẫu tóc, tự làm chủ do Taylor Turner tạo ra. Turner là cựu giám đốc điều hành của công ty công nghệ Puprios, cựu giám đốc điều hành phát triển kinh doanh mới tại Echo và là người đồng sáng lập của Jupiter, một công ty chăm sóc y tế và chăm sóc sức khỏe trực tiếp cho người tiêu dùng, tạo ra những sản phẩm được thiết kế để giúp mọi người chế ngự sự căng thẳng và lo lắng. Với hơn gần 3.000 thành viên theo dõi và các cập nhật trên trang Facebook hàng ngày, các câu hỏi và các cuộc trò chuyện, Turner đã giúp cho các nhà tạo mẫu hiểu cách ghi danh về các lợi ích của chương trình hỗ trợ thất nghiệp PUA. Được biết, chương trình trợ cấp thất nghiệp đã lên đến 39 tuần, bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 năm 2020, đến tuần kết thúc là vào ngày 26 tháng 12 năm 2020, tùy thuộc vào thời điểm mỗi người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch. Một phần mở rộng liên bang mới kéo dài 13 tuần cho những người hết tiền trợ cấp do chính quyền cung cấp thường xuyên, tối đa 26 tuần. Những người hết trợ cấp thường xuyên có thể gửi khiếu nại sang chương trình trợ cấp thất nghiệp ở mùa đại dịch và sẽ được chuyển đổi sang một chương trình mở rộng và nhiều tiện ích hơn. Các bạn cần biết có thể vào trang How to Get Pandemic Unemployment for Self-Employed của Turner để được hướng dẫn chi tiết. Chúng tôi rất vui khi muốn nhắc đến quý vị nào có tiệm nail cần rao vặt để tìm thợ hay tìm mua tiệm chẳng hạn. Quý vị có thể gọi vào rao vặt trên phần tin tức ngành nail của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Chương trình rao vặt này được chiếu trên hệ thống truyền hình Việt ngữ Asian World Media, bao gồm truyền hình địa phương California trên băng tần 14.1, DirecTV trên khắp 50 tiểu bang Canada, Úc, Đài Lợi trên băng tần 2032, trên Facebook, YouTube của Asian World Media, www.asianworldmedia.com. Và ngay cả trên mobile app cho iPhone lẫn Samsung. Được miễn phí cho quý vị như vậy là nhờ công ty ghế Pedicure Spa đã bảo trợ cho phần rao vặt này, là một trong những cách công ty Lexor muốn giúp đỡ ngành nail của người Việt chúng ta được có những chuẩn bị tốt nhất, sẵn sàng khi lệnh mở cửa của chính phủ ban ra, chúng ta có thể chuẩn bị để đón khách vô tiệm kiếm tiền liền. Quý vị chủ tiệm nail nào có thể gọi vào số phone đó là 888-886-8306 để biết thêm chi tiết. Ngoài ra, quý vị có thể email vào địa chỉ email đó là info@asianworldmedia.com. Và thông tin tiếp theo là công ty Lexor vừa mới cho ra đời sản phẩm tấm chắn bảo vệ bằng nail gọi là Nail Guard Protection, có tác dụng chống văng, bảo vệ thợ và khách hàng khỏi sự lây lan của vi khuẩn và virus. Giá bán lẻ là 65 đồng một cái. Khi quý vị mua trên 4 cái sẽ được free shipping. Quý vị muốn order xin vui lòng gọi vào số điện thoại 888-479-6916. Và thông tin tiếp theo của chúng ta đó là hội từ thiện The Sam Foundation phối hợp cùng với nhà thiết kế Danny Contour đang có bán loại khẩu trang phòng độc 595 với thiết kế 7 lớp kiểu dáng đặc biệt để quyên góp tiền cho các em nhỏ mồ côi tại Việt Nam đang chịu tác động nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Giá mỗi cái là 25 đồng, vui lòng gọi vào số điện thoại 888-886-8306 để order. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã khép lại phần tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Một lần nữa, Hồng Ân và Quốc Cường không quên kính chúc tất cả quý vị có một ngày thật bình an, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt.